Vâng, ông nghỉ là nghỉ rồi nhưng chưa về, ông ngủ chỗ khác. Con nó lại khác hẳn đúng không? Hai con, hai con một con mười, à đấy ba con, một con mười. Cuối đầu sống một chút, ngoi thẳng lên, ngoi thẳng lên. Tháng đấy một lần. Tháng đấy một lần. Mơ mơ ngủ đấy thì 12 thì ai chứ 13 thì 23. Cả hai con, cả đề mà. Con tí. Mà cả mơ 12 đến 23 với mơ 12 về 23. Mơ 13 về 23. À không là mơ trong trong giấc mơ mình giấy đề nó ra đề luôn ấy. Thế đấy. Thế giờ sự thật nó về bao nhiêu? Sự thật nó về 79. Mơ hôm nay vẫn đánh, hôm qua quên, cáp ghi ông cuốc xe nhớ nhớ đánh con gì nhỉ? Cho mẹ phải ra mười mấy con để mỗi con người nhớ nhớ con gì nhỉ? Ra đây chưa? Chưa ra khỏi. Cái kiểu chúng mà đéo biết chúng gì nhỉ? Chúng mà đéo biết chúng. Đánh 1331232 lên về lô rất gì cả. Cả 1212 con thì 32 hay con gì nhỉ? Có như biểu là 96 không dài à không 90 có 90 nhỉ. Hôm nay muốn chuyển lộ đề sang lô nhưng mà tốn tiền lắm chưa được ba con kia mất 10 điểm rồi mấy trăm làm đâu đánh mấy đâu bây giờ thằng này chưa nói là có gọi đầu không không đây trận đấy gì? Không trận dạo này rồi ok đúng giữa này nha đúng cái chỗ này nha được. Có cả dâu không có chứ cả xong rồi ra tính lấy tiền này lấy tiền gốc rồi chưa trúng à ít quá 3 điểm mình vào tiền hòe là còn ngon nữa mình đánh nô mà ra này mình vẫn được ăn đúng không được.
Chắc cái này hồi hồn lắm. Cái này cạo hết đi đúng không? Hết đi chứ. Hôm nào trúng cái đi mẹ. Vui như đầu hoa. Không, không chết. Tất nhiên là thôi, bỏ đi mà nữa. Mơ thì anh vui vui tí mấy trăm. Mơ thì vui vui thì mấy trăm. Về rồi đấy. Lúc mà đi về đấy, lúc mà đi về đổi tiền đấy. Em nhớ một cái là mình mơ 1331 hôm nào. Nếu mai ở nhà, mình ngủ ở nhà. Đây cái kiểu mà hôm nay quên đánh, mai đánh bắt thúng. Họ ở đây đánh liên tục người nào đấy. Thằng Minh nhất đấy. Ừ. Nó ngấm vào máu rồi chẳng thế. Người nào đấy. Sợ. Đi vài tháng mới một lần. Ngấm vào máu rồi. Đi tiền nó bây giờ tiền. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Để làm một mặt ngày vài trăm bạc và anh phát hết. Nhiều vài trăm. Trăm tám. Trăm tám à. Nó đánh hết luôn à? Ừ, đánh hết luôn. Một triệu đánh được hai ba lần. Kiểu ăn nhiều xong lại đánh nhiều luôn đúng không? Ừ. Đánh 5 điểm, trúng được 10 điểm, đánh cả 10 điểm luôn. Xong rồi mất hết. Đây hồi xưa cũng thế, mê nhặt đấu đất đạo số má. Số điện thoại. Cái nào được? Số nhà, xong là số xe. Má, đâu cũng thấy số, đi ngủ cũng số. Chết nhiều ra an rồi. Rồi kìa. Okay.